Công ty cổ phần bia quốc tế TTC hiện có 3 nhà máy sản xuất hiện đại với 10 dây chuyền, có thể sản xuất, cung cấp đến 1.000 container mỗi tháng, xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tại nhà máy bia Camel Cam Lộ, hoạt động sản xuất kinh doanh đã cơ bản đi vào ổn định và tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh. Sau khi nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam và các ngành, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao dự án nhà máy bia Camel đã đầu tư vào Quảng Trị với quy mô sản xuất kinh doanh khá lớn và hiện đại. Đồng thuận với việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của nhà máy, phía tỉnh Quảng Trị luôn ủng hộ và chỉ đạo các ngành địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công ty. Tỉnh đặt kỳ vọng công ty cổ phần bia quốc tế TTC tiếp tục mở rộng kinh doanh và có chiến lược thu hút thị phần, qua đó tạo sự đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Dịp này, công ty cổ phần bia quốc tế TTC đã trao cho Hội khuyến học Quảng Trị 100 triệu đồng ủng hộ chương trình tiếp sức đến trường năm 2023.